Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay báo điện tử Người Đưa Tin chúng tôi có cuộc nói chuyện với các khách mời về chủ đề là tuyển sinh đại học, những ngành học bị ế. Hai khách mời hôm nay của chúng tôi đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Kiên, trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội. Vị khách thứ hai đó là ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn hai vị đã tham dự chương trình. Cái số liệu về các nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên của bên ông ấy, thì năm nay so với các năm trước thì ra sao rồi? Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hưng. Xin kính chào quý vị khán giả. Năm nay thì theo cái số liệu thống kê đăng ký sau cái đợt đăng ký tháng 4 thì số lượng các cái thí sinh đăng ký vào 29 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tự nhiên ấy, thì cao hơn một chút so với năm 2017 nhưng mà thấp hơn so với năm 2018. Một phần cái có lẽ là do cái số lượng thí sinh mà sẽ dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay thì cũng giảm hơn so với năm 2018. Và cái phần thứ hai thì sẽ còn một cái đợt điều chỉnh vào tháng 7 sau khi biết kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia. Chính vì thế thì cũng rất nhiều các cái thí sinh ấy, thì cũng còn có phân vân. Và sau khi mà có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia thì khi mà có nhiều cái thông tin về điểm số cũng như là cái thông tin về ngành nghề các chương trình đào tạo ấy, thì có thể có một số bạn sẽ điều chỉnh cái nguyện vọng của mình. Thưa ông, cho tôi hỏi sâu thêm một chút, tức là trường mình có những cái ngành học, thế thì ông thấy về cái gọi là cái nhu cầu, hoặc là nhu cầu của xã hội, hoặc là cái những cái nguyện vọng của những cái thí sinh tuyển vào những ngành học đấy thì ra sao hả ông? Trường Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội thì vốn xuất phát là từ Đại học Tổng hợp Hà Nội, và đúng là trước đây là theo là trường đại học mà được nhà nước phân công là nhiệm vụ là đào tạo về khoa cơ bản. Tuy nhiên thì trong vòng 20 năm gần đây ấy, thì nhà trường cũng có cái sự điều chỉnh dịch chuyển, không chỉ tập trung vào các cái ngành nghề, các chương trình đào tạo khoa học cơ bản như là toán, vật lý, hóa học, cái sinh học, mà có cả các cái chương trình đào tạo mà thiên về là ứng dụng của khoa học cơ bản. Đấy là cũng là những cái chương trình đào tạo khoa học công nghệ, ví dụ như là công nghệ sinh học, hay là công nghệ kỹ thuật hóa học, hay là máy tính và khoa học thông tin, hay là công nghệ hạt nhân. Đấy thì như vậy thì cái chương trình đào tạo của nhà trường có thể chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là khoa học cơ bản, và nhóm thứ hai là những cái ngành mà ứng dụng của khoa học cơ bản. Thế thì đối với cả các ngành khoa học cơ bản ấy, thì đúng là đây là những cái chương trình đào tạo mà kén chọn người, những cái thí sinh ấy mà phải thực sự là có đam mê và có khả năng. Và điều này thì sẽ chọn vào những chương trình đào tạo này. Điều này thể hiện là trường chúng tôi thì có những các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng trong lĩnh vực khoa học cơ bản. Thì đối với các chương trình này chúng tôi vẫn thu hút được các em sinh viên, các em thì mà rất xuất sắc ở phổ thông, đặc biệt là các bạn mà đã tham gia các đội tuyển thi quốc tế hoặc là đạt giải quốc gia vào các chương trình khoa học cơ bản này. Thế thì cũng có nhiều người cũng nhầm tưởng là nhà trường là với cái tên gọi như thế là chỉ khoa học, chỉ nghiên cứu thôi, nhưng không phải. Thì cũng có, như tôi nói, thì cũng có nhà ngành mà gọi là ứng dụng của khoa cơ bản, là trong cái bối cảnh hiện nay là bức tranh mà thị trường lao động hiện nay là cũng có cái cơ hội việc làm rất là lớn, hoặc là hóa dược, hoặc là công nghệ kỹ thuật môi trường. Đấy thì trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng mạnh dạn đổi mới, có những cái ngành khoa cơ bản ấy mà ít thu hút thí sinh ấy, thì chúng tôi cũng chuyển đổi để tạo cái sự thu hút và tiếp cận với cái xu hướng của thị trường lao động cũng như xu hướng công nghệ. Tôi lấy ví dụ là ở khoa địa lý thì cũng đã mở mới một chương trình là khoa học thông tin địa không gian, hay là khoa khí tượng thủy văn hải dương học thì mở mới là chương trình là tài nguyên và môi trường nước. Đấy là cái vấn đề mà rất là cấp bách của đất nước và của xã hội. Và thưa ông Kiên, thì trường đại học Bách khoa Hà Nội thì từ xưa đến nay luôn luôn là một trong những trường top đầu về những cái thí sinh mà có nguyện vọng thi vào. Ông có nhận xét thế nào với đại học Bách khoa Hà Nội được đánh giá cao trong cái dư luận xã hội, hoặc là cái đánh giá của thí sinh ý, về cái chuyện là trường đã đẩy mạnh hoặc là nhấn mạnh về cái chuyện thực hành cho sinh viên, đấy có phải là điểm mạnh của trường đại học Bách khoa không ạ? Vâng, xin chào các quý vị khán giả, xin chào anh Hưng. Thì trường Đại học Hà Nội ấy, thì cũng từ
Khi thành lập cái này ấy, thì là có bề dày truyền thống về đào tạo về khoa học công nghệ và kỹ thuật. Thế chính vì vậy là nó mang tính là ứng dụng rất là cao. Hiện nay thì trường Đại học Hà Nội cũng hướng về những cái nghiên cứu gọi là cao hơn về các cái lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực về khoa công nghệ. Thì chính vì vậy là thí nghiệm thực hành ấy, thì chắc chắn là càng ngày càng sẽ phải được đẩy mạnh. Và theo chủ trương đầu tư của nhà trường ấy, thì nhà trường cũng đầu tư rất nhiều vào các cái phòng thí nghiệm chung cho sinh viên, cũng như các phòng thí nghiệm chuyên ngành, và đặc biệt là những cái phòng thí nghiệm công nghệ cao. Thì đấy là để dành cho các lĩnh vực nghiên cứu sâu hơn. Đấy thì cái số lượng phòng thí nghiệm thì càng ngày nó càng tăng, và cũng từ rất nhiều các cái nguồn đầu tư, và nhà trường cũng đã từ nguồn đầu tư đó để bổ sung cho các cái phòng thí nghiệm rất là nhiều. Thưa ông, vừa rồi tôi được biết tức là Đại học Bách khoa Hà Nội thậm chí là thành lập riêng cái phòng gọi là phòng tuyển sinh, và ông làm trưởng phòng. Tức là bên trường mình đã nhấn mạnh vào cái công việc tuyển sinh. Như vậy thì có những cái điểm mạnh gì của Đại học Bách khoa để thu hút thí sinh thi tuyển không? Vâng, thì cái câu hỏi thứ nhất của anh ấy thì thực ra cái công tác tuyển sinh trước đây thì nhà trường Bách khoa Hà Nội cũng vẫn rất là nhấn mạnh. Thế tuy nhiên là nó còn hơi tản mát, bởi vì có nhiều những cái đầu mối để thực hiện cái công tác tuyển sinh. Nhận ra những cái điểm mạnh, điểm yếu của từng những mô hình thì chúng ta trường Đại học Hà Nội cũng đã thành lập một cái bộ phận tuyển sinh riêng và chuyên trách cho cái công tác tuyển sinh. Và chúng tôi cũng thấy rằng một cái điều quan trọng là không phải là thành lập phòng tuyển sinh ra để đi nơi nọ nơi kia để tìm thí sinh nọ thí sinh kia, mà cái quan trọng nhất vẫn là cái định hướng tư vấn nghề nghiệp cho thí sinh. Và từ cái định hướng tư vấn đó thì cái việc lựa chọn ngành nghề đào tạo, lựa chọn ngành nghề học, nó mới gọi là chúng tôi hy vọng là nó sẽ có cái bước chuyển biến ở trong cái thời gian này. Và từ cái bước chuyển biến đó thì cái nhìn nhận về các ngành học nó mới trở nên chính xác hơn, thì nó sẽ đỡ hơn những cái chuyện là như là các anh cũng đã nghe đấy, cái chuyện là sinh viên bỏ học giữa chừng hoặc là học không có động lực. Đấy, thì đấy cũng chính là những cái mong muốn, những mục tiêu của nhà trường khi thành lập ra cái bộ phận tuyển sinh này. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đi theo cái hướng đó và cũng đã tạo nên một cái dư luận khá tốt. Thưa ông Linh, đánh giá thế nào về mô hình bên Bách khoa? Mô hình của Đại học khoa thì tôi nghĩ là đấy là một cái mô hình mà rất là hợp lý và phù hợp với cả cái công tác tuyển sinh trong những năm gần đây. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Kiên. Tôi nghĩ đấy là một cái nhiệm vụ của các trường đại học ấy, thì không phải là đặc biệt là các trường đại học mà hàng đầu ở Việt Nam và có uy tín, thì nhiệm vụ chính là không phải là thu hút càng nhiều thí sinh. Việc hàng đầu hoặc trọng tâm nhất không phải là làm sao để cứ thu hút và quảng bá để lấy càng nhiều sinh viên càng tốt, mà cái chính là cái công tác hướng nghiệp. Cái đấy là tôi nghĩ rằng đấy là cũng là cái trách nhiệm xã hội của các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Qua cảm nhận của bản thân ấy, thì đúng là cái đối với cả việc lựa chọn ngành nghề của các bạn sinh viên ấy, thì dường như các bạn sẽ phụ thuộc vào cái dư luận của xã hội, của ý kiến của gia đình, của bản thân, và về cái cơ hội việc làm sau cái tốt nghiệp. Mà nhiều khi thì các bạn bỏ qua một cái việc là liệu các bạn có phù hợp với cái ngành nghề đấy hay không, hoặc là các bạn phù hợp cả hai kia theo là cái năng lực của bạn có đáp ứng hay không, và cái thứ hai là các bạn có đủ cái đam mê và cái thích ứng không. Đấy là một cái bài toán mà gọi là như là chúng ta là tối ưu đa mục tiêu, tức là vừa là chọn một cái ngành nghề làm sao mà phù hợp với cả đam mê, sở thích, với khả năng, và cũng có cái việc làm, có cơ hội thăng tiến, cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Đấy thì thực sự là nhiều phụ huynh và thậm chí nhiều em thí sinh ấy, thì cũng chưa thực sự là biết hiểu rõ các cái thông tin, và chính vì thế thì nhiệm vụ của trường đại học là sẽ phải đưa ra một cái thông tin nó chuẩn xác, và có một cái không chỉ là đưa ra cái thông tin về thời điểm hiện tại của cái ngành nghề đấy, mà còn có thể cho là cái dự báo trong thời gian 5-10 năm tới nữa. Thưa hai ông, tôi rất mong là hai ông sẽ đánh giá và đưa ra những nhận xét về cái ý kiến là các trường đại học với các ngành nghiên cứu
khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên ấy, thì có vẻ như là gặp khó khăn khi tuyển sinh đại học so với các trường bên xã hội hoặc là một cái trường về nghệ thuật hoặc là một cái gì một số trường khác ấy. Chứ là ông Kiên ông đánh giá về ý kiến đấy. Theo tôi cũng có mặt này mặt kia. Trong cái phạm vi của trường Hà Nội, chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng là do cái xu hướng dịch chuyển của cái ngành nghề hiện nay cũng như là dịch chuyển ngành nghề trong tương lai ấy, thì cái mối quan tâm của các em nó sẽ nó cũng chuyển biến. Và cũng đúng như là anh Linh đã nói ấy, tức là hiện nay cái sự lựa chọn nó ngành nghề nó không diễn ra một cách nó bài bản, mà nó diễn ra theo cái chiều hướng là nhất là hiệu ứng đám đông. Cái thứ hai là những cái quan niệm mà tôi cho là nó chưa được tốt lắm, ví dụ như là cứ mong rằng là sẽ học những cái nghề mà học nhẹ nhàng mà ra thì dễ kiếm việc và lương cao. Thực ra cái đấy là đúng là một cái bài toán mà nó mâu thuẫn, luôn mâu thuẫn đấy. Đối với trường Bách Khoa Hà Nội thì một số ngành kỹ thuật của chúng tôi, ngành khoa học kỹ thuật của chúng tôi thì từ trước đến nay, không phải là bây giờ đâu, từ trước đến nay nó vẫn có những cái khó khăn của nó. Nhưng có những ngành có cái sự phát triển nó cũng tăng lên rồi giảm xuống thì nó cũng theo một cái chu kỳ. Đấy, thì chúng tôi đã xác định là một số ngành và đặc biệt là những cái ngành mà các trường khác không đào tạo hoặc là không có khả năng đào tạo thì chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm là nhiệm vụ xã hội vẫn phải đào tạo, mặc dù là có thể là nó chưa hiệu quả lắm về tuyển sinh. Thế nhưng tôi vẫn là chúng tôi có thể cho ví dụ một số, ví dụ từ trước đến nay thì có một số cái ngành ví dụ như là ngành kỹ thuật vật liệu chẳng hạn thì nó thiên về các cái hiện nay là thiên về các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ cao đấy, thì kỹ thuật khoa học vật liệu, kỹ thuật khoa học vật liệu, rồi là những cái ngành ví dụ như vật lý chẳng hạn thì cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà cái mối quan tâm của thí sinh nó chưa được cao. Rồi là một số ngành khác như ngành hiện nay là những chân môi trường, rồi là hiện nay kỹ thuật hóa học bây giờ cũng đang có xu hướng là nó khó khăn. Thế nhưng mà những cái ngành đó thực ra nếu mà chúng tôi không đào tạo thì một số lượng lớn các kỹ sư mà ra trường ấy về kỹ thuật hóa học khác thì cũng không đảm bảo đáp ứng được hết những cái vị trí công việc mà xã hội cần thiết. Vâng. Thì cho nên là chúng tôi cũng xác định rồi là có những ngành mà có nhu cầu rất cao, có những ngành vừa vừa, nhưng có những ngành nhu cầu ít thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo cái việc là đào tạo nó phải cân bằng. Đến thuộc về nhiệm vụ. Về nhiệm vụ, vâng. Trường xác định nó là nhiệm vụ. Đấy. Thưa ông Linh, mong ông có thêm cái so sánh, tức là về cái trường, về cái những cái gọi là cái ngành cơ bản ấy, thì cái nhu cầu và tuyển sinh thì có thể so sánh với một số trường bên cạnh của trường ông ấy, là về xã hội và nhân văn, thì cái số lượng ấy, ông có thể có thông tin thì ông có thể so sánh những cái số lượng thi tuyển đầu vào được không? Vâng, theo tôi được biết ấy, thì cũng trong lĩnh vực khoa cơ bản thì thí dụ như ở bên trường Đại học Khoa học Nhân văn, trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng trước đây là Đại học Tổng hợp Hà Nội thì cũng là khoa cơ bản nhưng mà nó là bên khối Khoa học Nhân văn ấy. Thì cái theo như tôi được biết thì cũng thu hút được cái số lượng thí sinh là rất lớn. Một trong lý do tôi nghĩ là trong thì chúng ta biết là cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hôm nay thì trong những năm gần đây thì là các thí sinh có thể chọn lựa hoặc là cái bài thi bên cạnh những cái môn bắt buộc toán văn và ngoại ngữ ấy, thì đó, hoặc là chọn cái môn tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội văn. Thế thì những cái thí sinh mà lựa chọn cái tổ hợp xã hội ấy, thì sẽ cái số lượng mà có thể lựa chọn thì nó không nhiều như bên tự nhiên, vì tự nhiên thì phần lớn các trường ấy thì đều sử dụng các cái môn, các cái tổ hợp xét tuyển mà bên tự nhiên đấy. Thì đối với các chương trình đào tạo khoa cơ bản ấy, thì đây là cái khó khăn chung, vì đúng là cái đầu ra hiện nay ấy, cái việc làm ấy, thì
Nếu mà trước đây là theo cái phân công việc làm của nhà nước ấy, thì để về các trường đại học, về các viện nghiên cứu. Và bây giờ thì chúng tôi cũng thấy là cái việc làm của người tốt nghiệp bây giờ nó có sự dịch chuyển. Chúng tôi cũng theo dõi thì trong 5 năm gần đây ấy, thì cái số lượng kể cả tốt nghiệp ở trường đại khoa tự nhiên ra ấy, thì cái số lượng mà người tốt nghiệp mà làm việc trong các doanh nghiệp hoặc là các cái đơn vị tư nhân ấy, đã bắt đầu là nhiều hơn, chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Hơn thậm chí là hơn gấp đôi so với bên nhà nước. Đấy, thì đấy là bên khoa cơ bản thì rõ ràng là cái khó khăn về phần lớn là nếu mà khoa cơ bản thuần túy ấy, thì đi làm ở các viện nghiên cứu, các trường đại học thôi. Tuy nhiên thì trường của khoa tự nhiên thì cũng có những cái thuận lợi nhất định, đấy là về cái đội ngũ cán bộ cũng là có cái thuận lợi về trang thiết bị và cái hợp tác quốc tế. Thành ra đối với cả những cái sinh viên mà thực sự là đam mê và có năng lực ấy, và đặc biệt là vào học ở các chương trình cử nhân tài năng hoặc các chương trình quốc tế của nhà trường ấy, thì các em lại có cái cơ hội mà học tiếp sau đại học rất nhiều, và hoặc là cái những cái chương trình trao đổi trong quá trình học đại học, có những cái chương trình mà đi trao đổi ở nước ngoài và cái cơ hội xin học bổng học sau đại học thì nhiều, rất nhiều. Tôi nghĩ là cái chuyện này cũng tương tự đối với ngành khoa công nghệ ở bên Đại học Bách khoa Hà Nội. Chủ trương của nhà trường ấy là đối với khối ngành khoa cơ bản, tôi cũng nhất trí, hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Kiên. Đấy là cái về cái mục tiêu để đảm bảo phát triển khoa công nghệ của đất nước ấy, thì dù ít và dù là không phải là sẽ không hiệu quả, nhưng mà sẽ duy trì, nhưng mà chỉ ở một số lượng nhỏ hoặc là vừa phải, và sẽ thiên về đào tạo, thiên về tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. Còn với những cái ngành mà có nhu cầu xã hội cao, có cơ hội việc làm nhiều ấy, thì chúng ta sẽ có cái phát triển về quy mô. Các bạn mà tốt nghiệp ở trường khoa học tự nhiên cơ bản, mà các bạn ở trường khoa tự nhiên, đặc biệt các bạn mà ở những cái top đầu hoặc là ở tốt nghiệp ở những chương trình cử nhân tài năng ấy, thì rất nhiều bạn là trước khi tốt nghiệp thì các bạn đã nhận được học bổng học sau đại học ở nước ngoài. Trong trao đổi trước với hai ông thì tôi thấy cái chuyện khảo sát những cái sinh viên tốt nghiệp mà đã có việc làm và đã làm ở đâu ấy, thì bên các ông có, trước hết là ông Kiên, bên Đà Hoa có khảo sát như thế không ạ? Có, tức là chúng tôi đã tiến hành khảo sát cũng khoảng độ 5 năm nay rồi. Thì hàng năm ấy, chúng tôi khảo sát thành có những cái đợt là ví dụ như là sau khi 3 tháng là sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đấy là cái đợt mà sinh viên đã trở về trường để nhận bằng ấy. Vì sau 6 tháng, sau 1 năm. Thế và xa hơn nữa thì chúng tôi có cái khảo sát của hội cựu sinh viên. Thế thì theo cái khảo sát mới nhất chúng tôi mới nhận được của cái đợt tốt nghiệp vừa rồi ấy, thì có khoảng độ gần 70% các em gọi là trả lời cái phiếu khảo sát, tức là hiện nay thì các em đã ra trường có việc làm rồi. Thế thì cũng thấy rằng là cái tỷ lệ có việc làm ở đây cũng khá cao, trên 90% đã có việc làm rồi. Sau khi mà ngay sau khi 3 tháng đấy. Vâng, bên trường đại học tự nhiên thì cũng tương tự. Bây giờ cái công việc mà khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ấy thì nó là một cái nhiệm vụ bắt buộc, không phải chỉ vì Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu, vì Bộ bây giờ là yêu cầu là phải có cái báo cáo về tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp thì mới có thể phê duyệt chỉ tiêu. Nhưng bên cạnh đó ấy, thì cũng là vì do chính cái sự phát triển của nhà trường. Cách đây 2 năm ấy, thì trường Đại học Tự nhiên thì có thực hiện cái kiểm định cấp trường theo cái bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Và một trong những cái tiêu chuẩn tiêu chí mà họ đưa ra ấy, là về một trong cái mục về kết quả đào tạo ấy, là họ yêu cầu phải có các số liệu khảo sát về tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp. Họ lại yêu cầu trường chúng tôi là phải có thêm cái khảo sát, như anh Kiên, đúng như anh Kiên nói, 3 tháng sau khi tốt nghiệp, tức là có một cái khảo sát nhanh nữa. Và không chỉ khảo sát đưa ra đấy để xem đâu, mà khảo sát là, và cũng nhà trường cũng phải thực hiện cái công việc là từ cái số liệu ấy thì sẽ phải có phân tích và đánh giá cái xu hướng. Cái đấy là một cái quan trọng, với tôi nói là cái xu hướng 5-10 năm nữa như thế nào, một cái dự báo tầm trung hạn đấy, và từ đó thì có những cái kế hoạch hoặc là biện pháp điều chỉnh cái chương trình đào tạo hay là cái lĩnh vực đào tạo và cái những cái danh mục các cái ngành nghề đào tạo của nhà trường, cũng như chỉ tiêu số lượng của mỗi ngành nghề. Có lẽ là câu hỏi cuối cùng tôi mong
các ông sẽ có những cái lời nhắn nhủ hoặc là có một cái thông điệp gì gửi đến các thí sinh đang sắp thi cử để vào đại học. Khi thi Trung học phổ thông quốc gia thì tôi cũng chỉ xin chúc tất cả các thí sinh là bình tĩnh tự tin để cố gắng là đạt cái kết quả thi tốt nhất. Sau đó thì khi mà có kết quả ấy, thì các em sẽ dựa vào cái kết quả có một thêm một cái dữ liệu là cái kết quả thi của mình ấy, thì các em sẽ lúc đó thì sẽ rà soát lại các nguyện vọng đã đăng ký và nếu cần thì sẽ hoàn toàn có thể liên hệ với tất cả các trường, trong đó các bộ phận tuyển sinh của trường ấy, thì sẽ sẵn sàng là tư vấn giải đáp thắc mắc cho các em. Và như tôi nói ấy, thì cái việc lựa chọn sẽ các em sẽ dựa theo các cái tiêu chí của bản thân, mà cụ thể là dựa vào cái đam mê sở thích, cái năng lực của mình, và cái thứ ba là cũng có thể tham khảo là cái cơ hội của nghề nghiệp việc làm sau khi mà trong cái thời gian 5-10 năm tới thì cái việc làm cái ngành nghề đó ấy, có cái cơ hội việc làm và thăng tiến như thế nào. Và cái tiêu chí những cái đấy là cái trọng số thì là do mỗi người đặt ra, nhưng mà các trường ấy thì sẽ sẵn sàng là giải đáp, và đặc biệt là trường khoa học tự nhiên thì các em có thể vẫn cứ mạnh dạn và dựa vào đó thì chúng ta có thể điều chỉnh và có thể chọn những cái ngành nghề mà mình thấy là ý phù hợp nhất và cũng phù hợp với cái điểm thi tốt nghiệp trung học quốc gia. Vâng, thì cũng xin tiếp nối lời nhắn của thầy Linh ấy. Thì cái giai đoạn này cũng là được coi là một trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời các em. Thế thì ở đây tôi cũng xin trao đổi là thực ra là cái việc lựa chọn ngành nghề của em cái từ lúc tháng 4 ấy, thì nó có thể theo một cái hướng nào đó. Thế nhưng mà sau khi đã có kết quả thi rồi thì chúng ta có quyền chúng ta được phép lựa chọn lại. Và có thể là cái mục tiêu về mặt đam mê nó sẽ bị giảm đi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa đủ cái mức độ để có thể vào được cái ngành đam mê đó. Thì chúng ta có thể cân nhắc để những ngành gọi là ít đam mê hơn. Hoặc là đam mê nó thấp hơn một chút, thực tế hơn một chút. Đúng không? Đúng chính xác. Bởi vì sao? Giả sử tôi nói như này, có những em bảo em chỉ thích công nghệ thông tin thôi. Đúng không? Thế nhưng mà các em có biết là có bao nhiêu ngành nghề liên quan đến nó hay không? Trực tiếp, gián tiếp như thế nào? Đúng chính xác. Đúng không? Thế thì có rất nhiều cơ hội để cho các em lựa chọn mà vẫn có thể làm được, học được và đi làm ở những lĩnh vực mà các em mong muốn. Mặc dù nó không đúng cái tên như là em đã mong muốn. Cái đấy là cái... Cái đấy nó rất là quan trọng đấy. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là các em nhìn nhận lại tất cả những cái lựa chọn của mình ở trong các cái chỉ tiêu ngành nghề của các trường, để chúng ta lựa chọn một cách nó gọi là thông minh nhất, để không ít thì nhiều và không trực tiếp hay gián tiếp chúng ta cũng phải đóng góp vào trong cái sự phát triển chung của xã hội. Vâng, xin cảm ơn. Câu hỏi thêm là với những cái ngành khoa học cơ bản thì hoặc là khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật thì có vẻ như là việc học có vẻ khó khăn hơn một chút so với bên xã hội về mặt học hành, nghiên cứu. Thì ông Linh đâu có? Tôi thì nghĩ không hẳn như vậy. Mỗi cái ngành nghề lĩnh vực ấy thì nó có cái đặc thù và cái khó riêng. Tôi nghĩ học khoa học xã hội hoặc là kinh tế, nếu mà học thật tốt mà muốn học chuyên sâu ấy, thì chắc chắn cũng không thể dễ dàng nhẹ nhàng hơn. Chỉ có thể nói là đối với ngành khoa học cơ bản ấy, thì có một số ngành nó mang tính trừu tượng quá, có một số ngành thì nó gắn liền với cả phòng thí nghiệm thực hành quá. Còn học xã hội nhân văn hoặc thư viện ấy, hoặc là của bên kinh tế chẳng hạn, thì không nhất thiết là nó có thể thực tế hơn và nó không phải là phải đi thực địa hoặc là không phải, nhưng mà nếu như để có thể có cái kiến thức tốt ấy thì cũng phải đầu tư công sức và tâm trí và thời gian, chỉ có cái hình thức nó khác nhau thôi. Đúng, em cũng đồng ý kiến với anh Linh. Thì thực ra là các ngành khoa kỹ thuật ấy, nó một cách hình tượng như này: khi anh vặn cái nút thì cái tác động của nó ngay. Thế nhưng mà đối với ngành xã hội, vặn cái nút ý, thì tác động của nó sẽ lâu dài hơn. Hoặc là lâu dài nữa chúng ta nhìn thấy cái đó. Thì mỗi một ngành nó có một cái khó riêng. Chứ không phải là bảo ngành kia, em đánh giá là không ngành nào dễ cả. Và các thí sinh cũng nên xác định là đi học ý, thì cũng đừng có nghĩ là cái ngành này dễ, ngành kia khó. Bởi vì mỗi ngành nó có một cái đặc thù. Và
phải phải khó khăn và phải có những trải nghiệm thì lúc ra trường mình chúng ta mới có được những cái sự thành công của chúng ta cũng được đáng được ghi nhận đấy. Và thực ra ở mình thế thôi, và nước ngoài thế thôi, các ngành kỹ thuật và các ngành kinh tế, ngành luật đều khó cả, chứ không phải là bảo là chỗ này ngành dễ ngành kia. Thì thực ra nếu mà quan niệm ngành ngành dễ rồi nó kia thì đấy là quan niệm nó chưa được đúng lắm. Thì theo tôi nghĩ là các em thí sinh cũng cần phải lưu ý cái chuyện đó. Cảm ơn hai vị. Cảm ơn quý vị độc giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.